À, lên 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 tay lên tay lên tay em à! Đau quá mọi chắc thật chưa đừng chọc á, chọc thẳng là dựng được, để chung nhưng mà giơ tay là nó treo lên nè, à, không thể. giơ tay là nó Ui bò ui lên. nó cắn có bọn này chắc phải xích chân lại chứ nhé sao thế chứ Xí chân yếu chân. to đùng rồi chứ đâu phải nhỏ đâu. Năm tháng rồi chứ. Được. Ngày đút cho nó bao nhiêu lần chú? Ba lần thôi. Thế ăn như người ấy chú nhỉ? Ngày 3 lần. Đẹp chứ, cho thấy con này đẹp mà. Lông sau màu. Cho cầm cái này nhanh á. Để cho thử coi. Bữa chơi xin lên to. À, lên lên tay lên tay lên tay. Không cắn tay nữa mà lên tay rồi các bạn ơi. Nhiều người biết chơi là chim đi, là chim nước ngoài Gì bên ngoài chứ không phải Việt Nam. là Việt Nam không không có loại này đâu. con người Việt Nam mà thường nói là chim gì mà nên giống gì nhiều nhỉ ha. Vậy là như vậy là chú vẫn 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 đút bột chưa chưa Để cho một đấy. bột đây vẫn cho nó ăn bột mà kết quả là nó rất là quý người. Tháng ở đây nó bịch thằng Biết thì mua đâu chú? mua đâu yên mà mày vào nặng đi đi Tôi nặng gửi vào chú. đấy, em đi ngoài em mua về đi Trời ơi. không nhiều ship tới. Khiếp chưa? Đúng là đầu tư. Thôi tập cho nó tập ăn thôi nha. To tướng cái này rồi mà. Công nhận mỏ này rất là sắc nha các bạn. Đang ở trên tay mình đây. Lớn như này là vẫn còn là đút bột. Thôi chú ơi, chú cho nó lại chú ơi, cháu sợ đấy, cháu sợ nó nhìn ngầu chưa? Các bạn có thể nhìn tổng quan nó nha, nó rất là lông đuôi màu đỏ này, còn người màu xanh. Nhìn rất là đẹp. Đặc biệt đôi mắt. Ừ. Và có màu lên nữa thì quá đẹp luôn. Thân thiện mấy người. Ngầu chưa?